cái thùng lội vô quá trời nè. Ồ, nó lội vô cỏ đó đó. Để anh em mình kéo lưới tiếp, anh em mình được. Nó giống lưới tè đây không, nghe chưa nè. Hôm nay mấy anh em mình ra ghe, mấy anh em neo lại để ra ngán. Thằng Vinh bữa nay nó leo ra ngoài đó để nó xỏ dây mà nó gung như con nướng. Ra được mà vô được. Cái gì? Vô được, ra được. Sao vô vậy á? Anh ngoại quá, ra trợ giúp. Nhảy xuống rồi vô. Hay quá Vinh ơi. À, ngay hướng luôn đó Vinh ơi. Con này mình phải ra ngán thôi để ra ngán tiếp anh em. Cao quá. Cao quá, xuống cao quá rồi. Cao chứ thằng Vinh. Ê, sợ dây cho anh ngoại bị gói cái đầu dây rồi cả. Đó, đầu dây, bộ đầu dây chứ nó nằm ở dưới đất đi. Mấy anh em mình câu được 4 mực, đem luộc ăn hết luôn. Giờ anh em mình lấy mặt trời đó lên tới đó rồi. Đó, anh em lấy được nhiều cá đây không biết là bao nhiêu nữa. Như đây không biết anh em mình là được nhiều cá đây không biết luôn. Đó. Tấn mấy, 2 tấn. Không biết luôn. Nhiêu nè, rồi giờ anh em cá sòng con nặng lấy dài dài không ạ? À? Đó, cá sòng khối thần được. Giờ anh em mình lấy dù luôn. Kéo dù lên. Chiều nay trời vẫn còn nắng mà anh em mình ăn cơm, quay video lại.
Anh em mình ăn cơm với mồi vén lắm, cá lạc. Ý, chưa dọn ra. Đó, cháu ăn đấy ngồi. Cháu mình đây, quên đây. Anh em mình nãy dí dưới ghe, dí được mấy chục năm. Đem lên bút thịt luôn. Một con chuột sao? Đây, cậu máy làm cái chỗ đựng đồ độc không? Đó, đó, đó. Cao lắm. Mình mà nói nhà thiết kế như vậy. Quá tài. Nó đang sợ chuột. Đây, đưa anh. Mày chia vậy đủ mà chia bụ tao không chịu đó. Ê, quên chia ok nghe quên ơi. Giữ mọt hay nó. Tao bụ tao không chịu đó, tao nói rồi đó. Nghe không? Không bữa này khai khai với cơm bữa đây. Ủa, quá rồi. Để tao chiên riêng rau kìa. Ừ. Cá lạc nấu cơm mẹ. Chết rồi, sao nước nhiễu vô ca nước quá rồi. Ngồi xuống luôn à. Cao lạc mình bò là á chín nút luôn trời. Trời 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 ơi. Tao không chịu đó. Chịu gì rửa gì. Bậy nó. Nhiều cũng ăn. Ừ. Chị nguyên rồi đó. Chưa luôn. Rồi anh hai nữa đâu? Hai xong rồi. À, mãi bù chắc luôn. Giờ anh Nguyên với anh Khải. Chúc mừng. Còn sao nữa không? Khỏi. Khỏi sao làm gì? Má, một con mang cái bù mang cái chết đó. Lụm tiền luôn, sao nữa? Sao xong hiểu rồi đó. Cái gì vậy? Tám nút. Ừ, sớm Khải nữa rồi đó. Anh thương miếng cá đây. Đồ lắm. Má chưa có xương được. Ăn cẩn thận nha anh em ơi. Cứ bữa không mà. Ừ. Ngon. Ngon ngon luôn. Xin Khải với cơm lên Khải. Đó, xin với luôn Liên Quân. Làm cái đồ bắp nè. Bế cho anh em một cục của anh để đi, hồi anh bế riêng anh. Ừ. Bao em. Cái miếng cá đây. Rồi, ừ, nó ăn nó nhả xương luôn rồi. Quá xương. Bỏ đồ thêm nước mắm nữa. Chắc chưa đợi. Hy vọng đây tới cuối trang anh em mình trúng được mẻ cá 70-80 triệu chứ thôi chết anh em mình rồi. Gã xác. Cá với mực, mực lỏ tao trúng mấy trong kia nhóc. Bài. Bới cơm trên Khải vậy. Rồi nước nó nhiễu coi. Trong gì nhiễu chứ gì. Quá trời mực lên à. Đó. Đó này cắt đi các bạn. Mực nó lên nhóc nha. Mực. Giờ mình kéo tay tiếp anh em mình mới được. Lưới nhiều lắm. Xíu trời. À, có anh cãi xíu rồi.
kia nước nó chảy qua đây quá, anh em mình không câu được. À, để phóng gắn quên đẹp trai nè. Chân này thấy anh em mình câu được sao? Quá thảm ghê. Trời thế đó, chạy qua đó câu được con còn mà đâu mới được. Hôm nay chứ ông bà không câu chín liêu kêu chạy qua câu không chín luôn, quá buồn à. Câu không chín mừng chơi chăng này, anh em mình không có quay được cái video nữa hết. Trời ơi, đừng mấy con đang xì luôn. Trời ơi, một xíu nó sợ nó lội. Nghe nó lội ra bóng tối luôn rồi. Nó thui rồi, nó lú đầu lên nữa rồi. Đó, đó. Ý, nó gượng cá quay luôn. Buổi sáng nay mấy anh em mình lưới cuối cùng đánh được mấy con cá ngừ quá bự. Ê Quỳnh, con giả cá bự người bự lên Quỳnh. Đó là bự đó. Con bự nè. Ồ, hai tay hai con đi, hai tay hai con. Quá bự. Rồi chứ anh em mình đánh được nhiêu mực đây nè. Rồi để mình đó, anh em mình đang quăng dù. Ý lựa mực ra.